Vào sân thay Văn Lâm, thủ môn Tuấn Mạnh tiếp tục duy trì được sự chắc chắn trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam khi chủ nhà Jordan gia tăng sức ép đầu hiệp 2. Các cầu thủ áo đỏ vẫn phát huy được chiến thuật phòng ngự phản công của thầy Park và suýt chút nữa Quang Hải đã tạo nên một bàn thắng ấn tượng nếu anh dứt điểm hiểm hóc hơn. Dù vậy, quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà Jordan cuối cùng cũng được đền đáp, không phải từ một tình huống bóng bổng mà là từ cú sút xa không cần nhiều đà của số 7 Abu Amara, Jordan đã có được bàn quân bình tỷ số 1-1. Và nếu không có sự xuất sắc trong tình huống đối mặt của Tuấn Mạnh, Amara đã có được cú đúp trong trận đấu này. Hòa 1-1, đội tuyển Việt Nam chính thức bước tiếp vào vòng bảng Asian Cup 2019 với 10 điểm, kém Jordan 2 điểm. Vậy là trận đấu giữa đội tuyển Jordan gặp đội tuyển Việt Nam đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Vâng, hơi đáng tiếc một chút nhưng dù kết quả là như thế nào thì cũng xin gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam khi các cầu thủ đã chính thức đưa đội tuyển Việt Nam bước tiếp vào vòng bảng Asian Cup 2019. Và ở trong hiệp 2 này thì Thu Hoài khá là ấn tượng khi mà các cầu thủ của chúng ta chơi phòng ngự rất hay mặc dù bị đội chủ nhà có vẻ là đàn áp rất lớn đến từ Jordan. Và không biết là ở trong hiệp 2 này thì chúng ta đã thi đấu phòng ngự như thế nào anh Hải Linh? Thực ra thì khi ở trong hiệp 2 sức ép của Jordan đã được tăng lên đáng kể thì đội tuyển của chúng ta chơi lùi lại tương đối thấp. Và cái điều mà chúng tôi cảm thấy ấn tượng ở trong 45 phút của hiệp 2 đó chính là cầu thủ đá ở trung tâm của hàng phòng ngự, hậu vệ Đình Trọng của câu lạc bộ Hà Nội FC. Đình Trọng cho thấy những cái khả năng rất là ấn tượng của một hậu vệ. Khi mà chúng ta thấy là đây, vị trí của Đình Trọng là người chơi ở giữa trung tâm của ba cầu thủ trung vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Đây là một cái tình huống mà chúng ta thấy là khả năng đọc, phán đoán tình huống của Đình Trọng cực kỳ ấn tượng. Anh ta xuất phát ở trung tâm của hàng phòng ngự nhưng đây là một cái tình huống mà đã cắt cái pha bóng mà xuống nách của các cầu thủ Jordan. Còn đây là một cái tình huống khác khi mà chúng ta thấy được ở trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội có được cái độ lì. Chúng ta thấy có những cái tình huống mà va chạm trong những cái pha đối mặt với các cầu thủ to con của Jordan, Đình Trọng luôn luôn cho thấy là anh ta có được những cái ưu thế nhất định. Và đây lại là một cái tình huống nữa mà chúng ta thấy là cái khả năng bọc lót cũng như là phán đoán tình huống của Đình Trọng là cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên thì Đình Trọng theo kèm một cầu thủ tiền đạo khác, nhưng khi mà có một cầu thủ khác xâm nhập và chiếm lĩnh cái khoảng trống nguy hiểm hơn thì Đình Trọng đã ngay lập tức cắt bóng. Và đây nữa là một cái tình huống mà Đình Trọng cũng chơi cực kỳ ấn tượng. Chúng ta thấy là khoảng trống dành cho các thủ Jordan là có. Và đây lại là một cái tình huống mà Đình Trọng cho thấy cái khả năng cũng như là cái nhãn quan chiến thuật của cầu thủ trung vệ bên phía Hà Nội FC là ấn tượng như thế nào. Tôi nghĩ là ở trong một cái thế trận mà các cầu thủ Jordan đã chơi ép sân liên tục và tạo ra được nhiều cái sức ép như vậy, nhưng đội tuyển của chúng ta chỉ thua một bàn thôi, đó là một cái kết quả tương đối là ấn tượng rồi với cách chơi phòng ngự của đội tuyển chúng ta. Vâng, có thể thấy là hàng phòng ngự của chúng ta đã thi đấu ấn tượng ở trong hiệp 2. Và mặc dù kết quả là một điều hơi đáng tiếc một chút nhưng có lẽ đã thể hiện đúng những gì đã thể hiện ở trên sân đúng không anh Quân? Vâng ạ, hiệp 1 là của chúng ta, hiệp 2 là của Jordan. Và đó là một cái màn trình diễn cho chúng ta thấy rằng là Jordan khi mà họ chơi với một cái tinh thần tốt, với một nền tảng thể lực tốt hơn so với chúng ta thì họ nguy hiểm như thế nào. Trước khi chúng ta đến với những câu hỏi cùng những vị khách mời đang ngồi trường quay thì chúng tôi muốn đến với cabin bình luận vào thời điểm này. Bình luận viên Bá Phú và bình luận viên Hải Thanh, thật tiếc là chúng ta không thể có một chiến thắng. Nhưng giống như những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói, mục tiêu ngày hôm nay là có điểm tại sân vận động của Jordan. Và cuối cùng thì mục tiêu đó đã thành sự thật đúng không anh Bá Phú? Vâng, chúng ta đã có điểm và dù sao thì tôi cũng hơi tiếc một chút. Tôi hơi tiếc một chút với việc rút Xuân Trường thay bằng Khắc Ngọc. Ở đây chúng ta không nói là ai hơn ai, nhưng mà ở cái lựa chọn ở thời điểm đó thì tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong thế trận như chúng ta đã thấy rồi, bị ép sân rất là nhiều và tuyến giữa là cái nơi mà họ sử dụng rất nhiều cú sút xa, thì cần có những cái sự áp sát vừa đủ. Thì Khắc Ngọc là một cầu thủ tốt, là một trong những cầu thủ tốt nhất ở hàng tiền vệ của chúng ta đang có vào thời điểm hiện tại, nhưng anh ta phù hợp với một thế trận tấn công hơn. Còn ở cái giai đoạn sau đó khi mà sử dụng Văn Đức vào sân để cũng mong có một thế trận ổn hơn thì tôi nghĩ là dễ hiểu, bởi vì việc hòa hay là thua trong cái bảng đấu này nó không có nhiều ý nghĩa. Và chúng ta, cái quan trọng là chúng ta cần có 3 điểm, thì dù chúng ta đã cố gắng như thế nhưng mà chúng ta đã mất thế trận hoàn toàn rồi, chúng ta không thể tranh chấp lại được quả bóng, chúng ta không thể có bóng chân và đương nhiên là chúng ta sẽ không thể tổ chức được tấn công, và đó là điều mà tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối. Vâng, anh Hải Thanh, ngày hôm nay chúng ta đã mất đi một sự thay thế ở vị trí thủ môn. Một cách đáng tiếc đó là khi mà Văn Lâm bị chấn thương và sau đó chúng ta thay thế Tuấn Mạnh vào sân. Nhưng mà khi mà Tuấn Mạnh vào sân, dù anh đã bị thủng lưới rồi, thì anh nhận xét như thế nào về màn trình diễn của thủ môn đa khoác áo của câu lạc bộ Khánh Hòa?
Tuấn Mạnh đã tiếp tục được cái phong độ của mình ở câu lạc bộ Khánh Hòa và anh đã tiếp tục thể hiện ở đội tuyển quốc gia. Cũng giống như hai cái trận trước mà Tuấn Mạnh đã giữ sạch lưới trận này thì Tuấn Mạnh đã không thể giữ sạch lưới được nữa. Nhưng mà tôi cho rằng đây vẫn là một trận đấu rất là hay của Tuấn Mạnh, đặc biệt là những cái tình huống thiên về phản xạ thì Tuấn Mạnh đều cho thấy được cái sự ưu việt của mình. Anh ta đã cứu ít nhất là 3 bàn thua cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Và nhìn một cách rộng hơn thì cái vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam như chúng tôi đã nói ở phần bình luận của mình, chưa khi nào lại có những cái sự lựa chọn an toàn và chưa khi nào các huấn luyện viên cảm thấy là mình thoải mái lựa chọn giữa Mạnh và Lâm và Dũng đều là những người đều đã thể hiện tốt. Và bây giờ tôi nghĩ rằng kể cả Tiến Dũng nếu như được trao cơ hội thì cũng vẫn sẽ là một sự lựa chọn chất lượng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Vâng, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục không thua khi mà dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và anh Bá Phú, chúng ta sẽ chờ đợi điều gì ở quãng thời gian sắp tới với huấn luyện viên người Hàn Quốc? Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu tốt và như chúng ta cũng đã thấy rằng cả các anh cũng đã bình luận rồi, chúng ta đang có một cái đội hình trẻ, chúng ta ra sân với 7 cầu thủ U23. Một cái điều mà chúng ta hướng đến với U23+3, tôi nghĩ sẽ có những sự lựa chọn. Có thể đó là anh Đức với một cái sự lựa chọn, với một giải pháp tiền đạo tấn công, một người có thể hình tốt để chúng ta có thêm những phương án. Thì tôi thấy rằng đây là một cái trận đấu mà nếu như chúng ta gạt bỏ qua những yếu tố, chúng ta thử nghiệm, chúng ta mong mỏi về một đội hình, một sự kết hợp U23+3 thì đây là một trận đấu ổn cho điều đó. Và tôi nghĩ rằng điều tích cực là chúng ta đang hướng về cái điều đó. Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt những mục tiêu dần dần trước mắt Asian Game và xa hơn là AFF thì trước mắt là U23+3 cái đã. Thì tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn tốt. Vâng, cảm ơn hai anh đã đồng hành cùng chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta dù sao thì cũng đã có được một điểm trước Jordan. Ít nhất là cái niềm vui của chúng ta chưa bị cắt đứt cái đã. Cái niềm vui từ sau khi mà U23 của chúng ta đã thể hiện được rất là nhiều điều ở vòng chung kết U23 châu Á. Anh Đức Thắng, nhắc tới Đình Trọng thì nhiều người nghĩ ngay tới việc là ngày hôm nay một trong những người thầy đã gắn bó với Đình Trọng trong một quãng thời gian dài đang ngồi ở đây với chúng tôi, đó là anh Đức Thắng. Anh có thể nói một chút về Đình Trọng được không? Phải nói rằng là tôi cũng may mắn là được huấn luyện và làm việc với Đình Trọng trong một cái thời gian tương đối. Đưa Đình Trọng từ các cái giải trẻ U19, hạng nhì, hạng nhất cho đến V-League. Thì phải nói rằng là Đình Trọng có những cái tố chất tốt. Và cái quan trọng nhất là Đình Trọng rất là nghiêm túc trong cái việc tập luyện và thi đấu, cũng như là trong cái cách sống. Đó là một cầu thủ mà tôi luôn đánh giá là một cầu thủ rất là nhiều triển vọng. Và ngày hôm nay cũng giống như là cái quãng thời gian vừa rồi, cái thời gian vừa rồi Đình Trọng thể hiện, đây là một cầu thủ luôn luôn mong muốn cứ mỗi một ngày được tốt lên. Đình Trọng khi mà khoác áo đội tuyển lần đầu tiên thì về, mặc dù không được đá nhưng mà về là rất là lo lắng, hay sợ về câu lạc bộ không được tốt. Đấy là cái gì, đấy là có những cái phẩm chất mà mong muốn cái sự nghiệp được phát triển. Và kể cả khi đang ở cái một cái giai đoạn được đánh giá là tốt nhưng không hề thỏa mãn. Vâng ạ, đó là những cái tín hiệu rất là tích cực đến với những cầu thủ trẻ. Tại sao tôi nhắc tới Đình Trọng? Bởi vì Đình Trọng cùng Quang Hải là một cái lứa cầu thủ thậm chí là còn ít tuổi hơn so với cái lứa cầu thủ kỳ vọng của chúng ta là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, đúng không ạ? Và họ thậm chí còn sẽ gánh vác trên vai của mình những cái mục tiêu thậm chí còn dài hơn và xa hơn của bóng đá Việt Nam. Anh Phạm Tấn, có một cái nét gì khác giữa trận lượt đi và trận lượt về này của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Jordan không? Tôi nghĩ là có khá nhiều sự khác biệt. Chúng ta hãy nói về đối thủ chúng ta một chút. Có thể là do họ đã có một cái trận hòa trên cơ hoàn toàn ở sân Thống Nhất, nên là họ chơi hiệp một với chúng ta tương đối chủ quan. Và chúng ta thấy rằng là họ hầu như là thích biểu diễn. Có quá nhiều những cầu thủ mong muốn biểu diễn, kể cả các hậu vệ của họ cũng mong muốn đi bóng, cũng muốn đột phá. Và chỉ phối hợp ở hai mắt xích là tối đa thôi. Nhưng trong hiệp 2 thì khi mà họ bị chọc thủng lưới rồi thì họ chơi với cái thứ bóng đá mà nó khác hẳn, tức là quyết liệt hơn, máu lửa hơn và phối hợp tốt hơn, tốc độ hơn và mong muốn ghi bàn hơn, thì rõ ràng là họ cho thấy rằng là họ cũng là một đội bóng rất đáng gờm. Và nếu như chúng ta có gặp lại họ ở Asian Cup sắp tới thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trận đấu cũng nảy lửa. Vâng. Tôi nghĩ là như vậy. Còn đối với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta thấy được rồi. Chúng ta thấy được là so với trận đấu trước thì chúng ta đã có một hiệp 1 tốt hơn. Và trong hiệp 2 thì rõ ràng là ở những cái hoàn cảnh khác nhau, tôi nghĩ rằng là thời điểm hiện tại phong độ một phần nào đó thiếu may mắn khi mà thủ môn Văn Lâm bị rời sân sớm, chúng ta mất một quyền thay người khiến cho đội tuyển của chúng ta lại phải di chuyển ở một quãng đường nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta di chuyển từ Việt Nam tới Trung Đông, một quãng đường rất là dài và chúng ta phải thay đổi về múi giờ, chúng ta không có nhiều cơ hội để chuẩn bị tốt như giống đôi bạn. Nên tôi nghĩ rằng là cái nền tảng thể lực của chúng ta xuống một phần nào đó cũng là một cái phần dễ lý giải. Và
rõ ràng là chúng ta không thua là một điều may mắn, về điều tốt về mặt tinh thần, và chúng ta thể hiện tốt trong hiệp 1 là một cái sự hứa hẹn ở Asian Games sắp tới. Vâng ạ, Asian Games đó là cái câu chuyện U23+3. Anh Việt Thắng, anh cũng đã từng trải qua những kỳ SEA Games hay là những cái giải đấu mà có một cái sự sắp xếp rằng là chúng ta là lứa U23 nhưng được cộng thêm 3 trụ cột nữa quá cái tuổi U23 đó. Và thường thì các huấn luyện viên sẽ lựa chọn những cái trụ cột nằm ở những cái khu vực nào để bổ sung vào cái đội hình? Tôi nghĩ là sẽ lựa chọn theo trục dọc, mà đầu tiên tôi nghĩ là sẽ là thủ môn, trung vệ, hoặc sau đó chọn một tiền đạo hoặc là một tiền vệ. Mà với tôi nghĩ nếu là... cho anh chọn 3 cầu thủ đang quá tuổi 23 của bóng đá Việt Nam để đá ASEAN vào tháng 8 tới thì anh sẽ chọn ai? Tôi sẽ chọn Đặng Văn Lâm, Anh Đức và một người còn lại. Một người còn lại là ai ạ? Rất là Đinh Thanh Trung chẳng hạn. Anh có chọn Đinh Thanh Trung không ạ? Cũng là một lựa chọn tốt. Vâng, là... nếu Văn Quyết trở lại. Vâng ạ. Thì bởi chỗ đó rất là nhiều người có khả năng, mà cái chủ chốt vẫn là Đặng Văn Lâm và Anh Đức. Vâng ạ, anh Thắng rất là quan tâm tới vị trí của thủ môn và tiền đạo, đúng. Nhưng đó là những cái vị trí rất là quan trọng trong một cái giải đấu mà chúng ta cần phải, đầu tiên là cái sự chắc chắn sân nhà, sau đó là cái khả năng ăn bàn, cái khả năng dứt điểm để giải quyết trận đấu. Anh Đức Thắng, khi mà nhìn vào trận đấu ngày hôm nay với Jordan thì chúng ta đã nhìn thấy những điều tốt, nhìn thấy những sự thay đổi, nhìn thấy cả việc là khi mà Xuân Trường không có ở trên sân, Khắc Ngọc vào sân và những cái sự thay đổi về mặt chiến thuật đã xảy ra. Và rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã thu được rất nhiều điều sau trận đấu này, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ đây là cái mà thành công đối với cái sự chuẩn bị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi theo dõi từ khi ông sang Việt Nam làm việc thì rõ ràng là ông làm việc rất là có khoa học, làm đều có kế hoạch, và những cái kế hoạch vạch ra có thể là ngắn hạn, có thể là dài hạn, nhưng mà có từng mục tiêu cụ thể và đều có đã sự có sự chuẩn bị trước cho nó. Đấy là cái điều mà tôi không phải từ sau trận đấu này mà một cả một quá trình. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái mà những người huấn luyện viên như chúng ta, tôi và anh Việt Thắng đáng phải học tập. Thì và một cái ở đây trong cái câu hỏi của anh thì tôi thấy là có một cái chúng ta cũng như lúc nãy Ba Phú có bình luận có nói một cái rất là tinh, để tôi nhận thấy đây là cái sự chuẩn bị cho tương lai. Vâng. Và cái sự chuẩn bị này tốt và chúng ta đã thu hoạch được cái điều tốt. Vâng ạ. Vâng, và ngày hôm nay khi mà đứng trên góc độ là người xem thì tôi cũng rất là cảm phục huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi vì là thường thì những huấn luyện viên họ sẽ dùng những người mà họ hiểu rõ, nhưng ngày hôm nay họ đã dùng những người mà họ chưa chắc đã hiểu rõ về cầu thủ đó. Ví dụ như khi mà Văn Lâm rời sân, huấn luyện viên Park Hang-seo dùng Tuấn Mạnh chứ không phải là Bùi Tiến Dũng. Ví dụ như khi mà cần phải có một người thay thế Xuân Trường vào thời điểm đó thì ông chọn Khắc Ngọc chứ không phải bất cứ một cầu thủ nào khác mà ông đã dùng rồi. Anh Phạm Tấn nghĩ sao về điều đó? Thật ra thì Tuấn Mạnh cũng đã bắt chính trong trận đấu với Afghanistan mà chúng ta đã hòa với họ trên sân nhà. Đó là một trận đấu ra mắt của ông Park Hang-seo, và cái trận đấu đó thì giúp chúng ta giành được một tấm vé trong hai tấm vé của bảng đấu để đi Asian Cup năm 2019. Thì Tuấn Mạnh cũng đã được thử lửa và chúng ta thấy được rằng là Tuấn Mạnh chơi trong màu áo Sena Khánh Hòa cũng là một việc rất là tốt. Và tôi cũng đồng ý với một cái điểm rằng là ông Park Hang-seo, ông ấy hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái việc rằng là nếu như ông ta tung Đức Huy vào sân, để chúng ta đang ngồi suy luận với nhau, chúng ta nghĩ rằng là ông ta tung Đức Huy vào sân là tốt, thì tôi nghĩ rằng là các trợ lý của ông ta và bản thân ông ta cũng nghĩ rằng là trong một thế trận như vậy thì tung Đức Huy vào cũng là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông ta mạnh dạn thử nghiệm, và chúng ta đừng quên cái giải đấu mà ông ta đã tận dụng cơ hội một cách tuyệt đối để thử nghiệm, đó là giải M150. Tất cả mọi người xem cái giải đấu đó và có rất nhiều những ý kiến chỉ trích rồi là tại sao lại sử dụng cầu thủ thế này, tại sao lại sơ đồ 3-5-2, tại sao là 3-4-3. Thì chúng ta lại nhìn thấy rằng là đó là một cái giải đấu mà ông ta chuẩn bị rất là nhiều cho cái vòng chung kết U23 châu Á. Thì chúng ta thấy được rằng là cái giải M150 thử nghiệm rất là nhiều, có những sai số, cuối cùng U23 châu Á chúng ta thành công. Thì tôi cho rằng là đây là một trận đấu thực tế, đây là một trận đấu có kết quả ảnh hưởng tới vị trí và thứ hạng, không chỉ bảng xếp hạng mà còn bảng xếp hạng của FIFA, nhưng mà vẫn là một cái cơ hội để thử nghiệm, bởi vì chúng ta thấy rằng là ở cái mùa hè sắp tới, vào giữa tháng 8 cho tới đầu tháng 9 là Asian Cup, Asian Games, đó mới là cái giải đấu thực sự quan trọng. Tôi nghĩ rằng là ông ta tận dụng mọi cơ hội để chuẩn bị. Tất nhiên là phía trước, sau giải đấu này, xen kẽ những cái trận đấu của giải V-League với lại Asian Games, chúng ta sẽ có những cái giải đấu giao hữu để còn tiếp tục thử nghiệm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một huấn luyện viên luôn tận dụng những cơ hội để tìm tòi, khám phá những cái mới. Tôi nghĩ rằng là những huấn luyện viên như thế luôn thú vị. Vâng ạ, đúng là như vậy. Và chúng ta còn nhớ là tại Asian Games
Trước đó thì huấn luyện viên Toshiie Miura trong cái màn chào hỏi của mình với bóng đá Việt Nam cũng đã giúp cho chúng ta tạo nên một cái điều lịch sử, đó là vào tới vòng 1/8, và hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại tiếp tục được cái câu chuyện đó, thậm chí dẫn dắt đội bóng của chúng ta đi xa hơn ở giải đấu này với những cái thứ gì mà ông đang có trong tay và với những thứ gì mà ông sẽ chuẩn bị trong cả một cái quãng thời gian sắp tới, khi mà ông được gần với bóng đá Việt Nam hơn, được sẽ theo dõi nhiều trận đấu ở V-League hơn và có nhiều sự thử nghiệm hơn qua những cái trận đấu giao hữu của mình. Cảm ơn anh Đức Thắng đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn anh Việt Thắng cũng đã góp mặt với chúng tôi ngày hôm nay trong trận đấu này. Dù là chúng tôi đã cố gắng để có một trận đấu toàn thắng nhưng mà chúng ta cũng không thể giành chiến thắng, nhưng hòa là vui rồi đúng không ạ? Anh Phạm Tấn, rất là cảm ơn anh với những chia sẻ thú vị về bóng đá Việt Nam ở quãng thời gian gần đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với MC Thu Hòa, người đang đứng ở kia và rất muốn tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Cảm ơn anh Quân. Thưa quý vị và các bạn, với trận hòa vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Ở bảng C, chúng ta có 10 điểm sau 6 lượt trận. Như vậy, chúng ta sẽ cùng với Jordan là hai đại diện sẽ bước tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE. Và một lần nữa, chúng ta xin được gửi lời chúc mừng tới các chàng trai áo đỏ và đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã có công đặc biệt trong chiến tích này. Và vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã xuất sắc hoàn thành 2 trên 4 mục tiêu đề ra trong năm nay. Trong mắt ông và các cộng sự sẽ là thử thách ASEAN vào tháng 8 tại Indonesia và mục tiêu quan trọng nhất đó chính là lên ngồi tại AFF Cup vào cuối năm nay. Và đó là câu chuyện của tương lai. Còn trước mắt quý vị và các bạn đang là những trận cầu đỉnh cao, những trận derby ở châu Âu. Như vậy, đừng quên gia hạn thuê bao ca cộng của chúng tôi với chương trình khuyến mại quay số may mắn tháng 3. Vẫn còn đó những chiếc xe máy Yamaha Yaris Standard và giải đặc biệt, một ô tô Kia Morning đang chờ đợi quý vị và các bạn. Mọi thắc mắc vui lòng truy cập website www.kplus.vn /tri-ân2018 hoặc gọi điện tới tổng đài 1900 1592. Còn lúc này thì chương trình của chúng tôi đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và đừng quên tiếp tục theo dõi những trận cầu đỉnh cao của chúng tôi vào cuối tuần trên K+. Xin chào và hẹn gặp lại.